Chào mừng các bạn đến với video học với tại thập Phạm com Ở video này thì mình sẽ nói qua về cái một cái khái niệm rất là thường gặp trong WordPress đó là Quá dịch Thì quái dịch là cái gì? À, mình đọc thì nó hơi lạ đúng không? Nhưng mình thực ra thì mình nghĩ là mình biết là có một số bạn đọc là quái à, Nó viết là như thế này Nhưng mình đọc đúng là quái dịch ha à, Cái này là cái gì? Thì à, cái từ Quá dịch này thì nếu mà bạn có sử dụng uh, Windows 7 hay là Mac thì các thầy đã biết về cái khái niệm này tức là nó là một cái phần nào đó nó treo ở trên cửa sổ và nó hiển thị những cái thông tin cần thiết đúng không? thì ở WordPress cũng vậy, à, quá diệt nó để là hiển thị những cái thông tin trên bên tay phải của trang hoặc là bên tay phải, trái của trang hoặc là ở bất kỳ cái phần nào nói chung đó là một cái một cái khung nội dung thêm để mình có thể thêm vào WordPress thì ở một cái thêm mặc định cái quá nó nằm ở bên tay trái à bên đây là những cái quá dịch cơ bản hoặc là những cái mô và những cái quá dịch uh, mặc định và đây bao gồm là quá dịch hiển thị recent post tức là những cái bài viết mới nhất recent uh, comments à, là những bình luận categories uh, meta vân vân và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách sửa lại những cái này à, thêm vào những quá dịch cần thiết à. để mà quản lý những cái phần quá dịch bạn vào phần dashboard tìm cái phần appearance quá dịch trong đây trong phần này nó có hai phần chính như sau cái phần bên tay trái là những cái quá dịch mà bạn có thể được sử dụng à, trong đây là những cái quá dịch mà khi mà bạn cài wordpress nó cho bạn sẵn nó bao gồm là calendar tức là hiển thị cái lịch uh, categories custom uh, menu meta page Recent command recent post vân vân đây là những cái quá dịch uh, nó cho bạn mặc định khi mà cài wordpress ngoài ra nếu mà bạn có sử dụng thêm thì họ có thể là họ tích hợp thêm một số cái quá dịch khác vào trong cái thêm. ví dụ như cái thêm này, thêm này nó hỗ trợ cho mình một cái quá dịch, đây, để mình hiển thị những thông tin theo uh, post format, đây là cái quá dịch. và cái phần bên phải là cái phần gọi là separator. À. thực ra không phải gọi là sidebar nhưng mà mình mình gọi vắn tắt là sidebar cho, uh, uh, cho các bạn dễ dễ cho các bạn dễ hiểu. thì ở đây là ba cái phần này tương đương với ba cái phần mà chúng ta có thể bỏ quá dịch vào đúng không thì ở đây nó có ba phần là phần primary sapa rồi content sapa work và photo way area vân vân và trong mỗi cái thêm không phải cái thêm nào nó cũng có cái phần sapa giống nhau có thêm thì nó hỗ trợ một sapa có thêm thì nó hỗ trợ hai ba bốn hoặc năm nhưng ở cái thêm mặc định này mình đang sử dụng nó hỗ trợ ba cái thì bây giờ ở đây nó cho mình sẵn một số cái quái, cái quái dịch à, mặc định như là search, the sample bây giờ chúng ta sẽ xóa nó để xóa đi các bạn mở nó ra chọn delete hoặc nếu bạn không muốn xóa bạn muốn sửa lại tên thôi thì mở nó ra sửa lại thành bài mới nhất muốn cho nó hiển thị thêm cái ngày tháng thì chọn cái này hoặc sửa tên uhm, bình luận mới bây giờ mình thử mình lưu lại ha mình quên lưu lại lưu lại ha thì lúc này bạn thấy là cái tên của cái quá diệt này nó đã, đã được đổi thực ra chúng ta đổi này không phải đổi tên thực ra chúng ta đổi này không phải đổi tên của quá diệt mà đổi tên của cái title của quá diệt thôi bây giờ mình ra ngoài giao diện này thì mình nhìn đây là cái title của nó mình đã được đổi đây đây cái title mà mình đã đổi hồi nãy đó là cách sửa quá diệt Bây giờ nếu mà bạn muốn thêm một widget vào như thế nào? À, cách thêm cũng rất là đơn giản. Ví dụ bây giờ mình muốn thêm một cái lịch vô cái uh, phần bên tay uh, bên tay trái này đi, mình muốn thêm một cái lịch. Thì mình chọn calendar, ấn vào nó. Chọn sidebar bạn muốn thêm vào. Mà nhìn bên đây bên đây là primary Sapa rồi Foster Way, widget area, Contain Sapa Bạn muốn thêm vào đâu? Muốn thêm vào cái nào thì chọn ở đó. Ví dụ mình muốn thêm vào primary thì chọn cái này và chọn Add widget. Thì lúc này nó sẽ tự thêm vào cái uh, sao ba các bạn và hiển thị ra. Thì bạn chỉ cần đổi lại cái title lịch. Sao lại. Thì bây giờ bạn sẽ xem nó sẽ hiển thị ở trang chủ. À, nó hiển thị cái lịch ở đây. Đó là cái project mà bạn mới thêm vào. Trường hợp bạn có thể sắp xếp lại những cái thứ tự của quá dự này. Ví dụ bây giờ mình muốn đưa lịch lên trên, lên trên đầu. Thì bạn uh, nhấp vào bạn uh, rê chuột vào cái tiêu đề này mà kéo nó lên. Đó. Thì bây giờ bạn ra ngoài trang chủ mình xem cái lịch ta đánh được đưa lên đầu đó, thì nó nằm ở trên đầu sau cái phần tìm kiếm à, cách này cũng dễ dàng ha tương tự chúng ta có thể là thêm nhiều quá diệt khác và những cái sapa khác bây giờ mình thêm thử nè à, mình thêm cái phần này vào đây à, mình chọn nó là ở đây là do mình chưa có bài nào làm post format đó, nên không biết mình đưa nên đưa như thế nào bây giờ mình chọn uh, post hai bài cần hiển thị ấn sao lại À, sau đó chúng ta vào phần post cho nó thành post format à, assign à, cái này và không quan tâm mình chỉ làm cho nó đúng với cái quá này thôi đây bây giờ mình muốn cho nó hiển thị một cái quá dịch tên là như thế này vào cái content sapa có nó hiển thị ở đâu à, chúng ta cùng f5 lại thì đây đây là cái cái quá dịch mà bạn vừa mới thêm vào post đây thì nó hiển thị nó thì nó sẽ hiển thị những cái uh, post nằm trong format là assign tương tự bạn cũng có thể thêm vào nhiều cái khác ví dụ như là bạn muốn uh, hiển thị những bài viết trên một trang nào đó thì bạn sử dụng cái rss sau đó điền cái địa chỉ rss mà bạn cũng cần ví dụ mình muốn viết ví dụ mình muốn lấy bài từ thực phạm về thì mình gõ thực phạm com cái địa chỉ này thì bạn có thể tìm kiếm ha à, cái Tyler là thật thủ ừ, thuật của red chẳng đây và bây giờ f 5 có hiển thị như thế nào à, rất là đẹp đúng không đây là cái cái quá dịch bạn mới có thêm vào à, trường hợp bạn biết à, bạn biết sử dụng html bạn muốn thêm một đoạn mã html vào vào quá dịch thì ở đây bạn tìm coi nó không có một cái quá nào ghi là html nhưng, à, bạn có thể sử dụng một cái nhưng bạn có thể sử dụng một cái quá dịch nhưng bạn có thể sử dụng một cái quá dịch tên là test à, cái test là nó hỗ trợ đoạn test thường hoặc là html ví dụ bây giờ mình vào mình rơi chuột nó vào để mình thêm nó vào à, sau đó thì mình sẽ viết html là mình, mình thử viết một số đoạn html ha à. thì mình coi lại thì mình thấy bây giờ cái đoạn HTML này nó đã được thực thi như vậy thì bạn có thể dùng cái quá này để mà thêm một số cái chức uh, uh, năng như là chèn quảng cáo hoặc là chèn những cái gì nó liên quan tới HTML thì bạn nên dùng cái quá dịch này à. còn nếu các bạn muốn uh, sử dụng PHP trên cái quá dịch thì bạn có thể tìm plugin à, những cái plugin khác nó hỗ trợ bạn chèn mã PHP vào cái quá dịch ở đây mình không nói qua À, đó là cái cơ bản của quá diệt tương tự à, ở dưới đây nó còn một số cái quá diệt nữa thì mình thử thêm vào. nó gọi là foster quá Diệt Area thì mình thử coi nó hiển thị như thế nào ha. mình thử là category chọn foster. À, khỏi cần gọi rõ gì cũng được nó tự lấy giá trị mặc định. À, thì lúc này nó hiển thị ở dưới đây. À, bạn có thể thêm nhiều cái thì nó hiển thị ra ngoài đây. như vậy bạn thấy là một giao diện wordpress à, bình thường lúc đầu cài đặt chúng ta thấy nó rất bình thường thôi nhưng mà sau khi làm một vài tính năng thôi thì thì nó để hiển thị cũng khá là chuyên nghiệp rồi có đúng không à, rất là hay rồi đó cũng là một cái thế mạnh của WordPress và tiếp tục ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa đổi cái menu này theo ý thích của mình à, đây là một cái tính năng cũng rất là quan trọng mà bạn cần nắm vững khi mà sử dụng WordPress hẹn gặp lại các bạn ở video sau